Hello các ông giáo, cuối tuần vui vẻ. Bắt đầu như thế nào nhỉ? Mình nghĩ rằng là có một số các anh em hiện tại chúng ta đang chưa có một khái niệm về cái việc lựa chọn mùi hương theo môi trường không gian hẹp hay là môi trường không gian rộng đó, mà hay tiếng Anh hay gọi là indoor hoặc là outdoor. Chúng ta chưa có một khái niệm mà chỉ đơn thuần là cứ thấy thơm là bam mà thôi. Thì nếu như chúng ta chưa có nhiều cái khái niệm hoặc là chưa định hình được rõ, thì trong cái video này mình sẽ chia sẻ đến các anh em một số chai nước hoa mà mình nghĩ rằng là hợp sử dụng trong indoor. Và cái thứ hai nữa đó là một số những cái nốt nguyên liệu mà chúng ta nên ưu tiên khi muốn tìm cho mình một cái mùi hương khác để sử dụng trong môi trường phạm vi không gian hẹp, ngoài những cái chai mà mình gợi ý cho anh em trong cái video này. Đó, thì đấy là cái nội dung trong cái video của mình ngày hôm nay. Ok, và chắc chắn rồi, nếu như anh em nào mới xem lần đầu video của mình thì hãy nhanh tay làm ơn click subscribe và bấm một nút chuông để báo video để cho anh em mình còn gặp lại nhau được nhiều hơn. Đó, còn bây giờ anh em mình hãy đến với chủ đề của video ngày hôm nay: top những chai nước hoa sử dụng trong môi trường không gian hẹp để làm sao các anh em không bị ném đá khi mà sử dụng nước hoa. Ok, let's go. Ok, trước khi chia sẻ top những chai nước hoa mà chúng ta nên tham khảo để sử dụng trong môi trường không gian hẹp, thì mình sẽ nói qua một chút những cái nốt nguyên liệu mà nó phù hợp sử dụng trong cái điều kiện này. Thì về cơ bản có một số những cái nốt nguyên liệu mà nó khá là thích hợp. Đầu tiên, đó chắc chắn rồi, đó là citrus, mà đây đó có thể là cam, có thể là chanh hoặc là có thể là quýt. Những cái chai nước hoa nào mà nó có một cái tông mùi chủ đạo là trái cây thì chắc chắn là nó sẽ hợp với trong môi trường không gian hẹp. Ví dụ như ở đây là chai John Varvatos Artisan Pure, thì các anh em hoàn toàn có thể tự tin sử dụng trong môi trường indoor đó. Cái thứ hai đó là bạc hà. Bạc hà về bản chất thì nó giống mùi trong nước hoa thì nó cũng khá là giống với những cái sản phẩm ví dụ như kẹo cao su hoặc kem đánh răng. Cái mùi thơm mát nhẹ nhàng thanh tao của bạc hà nó không có quá nhiều sự khác biệt so với mùi hương trong nước hoa. Thì chúng ta cũng có thể lựa những cái chai có sử dụng nốt bạc hà, ví dụ như là Kiek Lang Lom. Đó, chai này là chai của mình vintage rồi, chai bời mới, chai cao cao ấy, thì nó có thể sử dụng một cách hết sức là ok trong môi trường không gian hẹp. Chai thứ nốt nguyên liệu thứ ba, nếu mà chúng ta thích cái mùi của hoa, nhóm hương floral, thì chúng ta nên ưu tiên đó là iris, hoa diên vĩ hoặc là lavender, oải hương, vân 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 vân. Bởi vì tính chất mùi của những chai nước hoa này, nếu mà tùy theo cái cách pha của từng perfumer, nhưng về cơ bản thì sẽ có một số những cái chai nước hoa mà khi mà chúng ta ngửi nó sẽ có một cảm giác như kiểu powdery, một dạng phấn hơi nhẹ nhẹ đó. Thì khi mà chúng ta xịt trong cái môi trường indoor, nó cũng sẽ không làm cho mọi người cảm thấy khó chịu khi mà ngửi đó. Ngoài ra thì các anh em thích thì có thể là những cái chai mà theo cái dạng cái kiểu tông mùi fresh spicy, một dạng cay nồng nhẹ đó. Không nên chọn những cái chai mà nó theo cái dạng kiểu warm spicy, cay nồng ấm ấy, thì khi mà xịt chúng ta sẽ rất là dễ gây cho mọi người một cái cảm giác nó đập vào mũi này, nó rất là khó chịu. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng là nó là bình thường, nhưng mà mọi người cứ hình dung khi mà chúng ta bị nhốt trong một cái phạm vi khoảng có 10 mét vuông thôi, mà chúng ta xịt những cái mùi ví dụ như là tiêu kết hợp cùng với gỗ trầm chẳng hạn, thì nó sẽ là một cái gì đấy nó rất là phản cảm đó. Thì nếu như các anh em nào mà thích cái tông mùi cay nồng thì chúng ta nên lựa những cái chai mà nó có một cái sự kết hợp không hoàn toàn là tiêu, mà nó sẽ có thêm những cái nốt mùi nó thanh, nó mát, nó hỗ trợ cùng cái nốt tiêu để làm sao mà nó thành một cái dạng kiểu fresh spicy, cay nồng nhẹ đó. Thì mình nói qua nhanh một chút những cái nốt nguyên liệu mà các anh em có thể tham khảo để mà chúng ta lựa một cái mùi hương trong cái môi trường indoor. Mình nốt nhanh ở đây ví dụ như là trái cây này, bạc hà này, nếu mà là tiêu cay nồng thì nên lựa những cái chai theo nhóm fresh spicy, cay nồng nhẹ đó. Thì đấy là chúng ta nên tham khảo. Còn bây giờ anh em mình hãy đến với top nước hoa mà mình muốn gợi ý cho các anh em. Chai nước hoa đầu tiên ở đây chắc chắn rồi, không phải chắc chắn chém Chanel Ergoste. Đây là một mùi hương của Big Boss. Đó, mình đã nói trong một số video về chai nước hoa này rồi, thì đây là sự kết hợp của đàn hương, của quế, của vanilla. Nhưng mà các anh em yên tâm, cái
mùi quế trong trái nước hoa này nó không quá là nồng, mà mình với mình thì mình thấy cái vị ngậy và cái ngọt vừa đủ của đàn hương và vanilla, và nó tạo nên một cái tông mùi cực kỳ là sếp. Anh em nào nếu mà có ý định sử dụng chai nước hoa này thì chúng ta phải hết nói chung là chúng ta phải có một cái thần thái, không phải là cái kiểu mắt la mày lém, thì thực sự là không nên xịt chai nước hoa này, mà chúng ta phải có một cái kiểu bệ vệ này đấy, đi vào trong bắt đầu kiểu I'm a big superstar kiểu dạng như thế. Thì Chanel Airwaste, khi mà chúng ta xịt trong đến bất kỳ một cái không gian hẹp nào, chúng ta sẽ có một cái giống như kiểu một cái điểm nhấn về cái level của các anh em đó. Chai nước hoa đầu tiên. Chai nước hoa thứ hai đó là một sản phẩm của nhà John Varvatos Artisan. Cá nhân mình thì mình lại thấy khá là thích chai nước hoa này hơn là phiên bản pure của nó, với một tông mùi, với cảm nhận của mình đó là mùi quýt và kết hợp cùng với một chút xạ tạo nên một cái tông mùi rất là dễ chịu, thực sự là dễ chịu khi mà ngửi chai nước hoa này. Ví dụ như anh em nào mà là thích một cái tông mùi nó có thơm một chút trái cây và nó sạch sẽ thì đây là cái sự lựa chọn cho các anh em. Tuy nhiên có một điều khá đáng tiếc, hình như là chai nước hoa này hiệu năng mùi của nó thì không phải quá là tốt. Mình nghĩ rằng nó chỉ được khoảng tầm từ 3 đến 6 tiếng tùy theo cơ địa, thì đấy cũng là một cái điểm khá đáng tiếc. Và mình nghĩ rằng cái tông mùi của nó thì nó hơi có thể là sau một khoảng thời gian xài thì sẽ cảm thấy hơi đơn điệu. Tuy nhiên bỏ qua những hai cái yếu tố đấy thì đây là một cái mùi hương rất là thích hợp sử dụng trong indoor, sạch sẽ, nói chung là thư sinh hay một cái gì đấy rất là thích hợp. Đó, chai nước hoa thứ hai. Chai nước hoa thứ ba là một sản phẩm đến từ thương hiệu của Tây Ban Nha và nó có tên là Solo Loewe. Không quá là phổ biến ở Việt Nam, nhưng ở chai nước hoa này nó là một cái sự kết hợp giữa ổi và oải hương, tạo nên một cái tông mùi rất là thú vị. Ví dụ như xịt ngày hôm nay này, nó không quá nắng, nó không quá lạnh, nó có nghĩa là đây là một cái điều kiện thời tiết rất là chuẩn cho tất cả mùi hương. Thì mình hôm nay mình xịt thử chai nước hoa này cái kiểu nó thơm nhẹ nhẹ, nó không nói chung là rất là thích hợp trong môi trường indoor. Có thể là đi làm, có thể đi cà phê, có thể đi xem phim. Nếu mà chúng ta không muốn một cái mùi hương nó như vào mặt người ngửi thì đây, Solo Loewe là một trong những mùi hương như thế. Tuy nhiên thì mình không nghĩ rằng chai nước hoa này nó hợp với mùa hè. Mình nghĩ nó không hợp. Đó, chúng ta nên nếu mà chúng ta muốn tìm một cái mùi hương mà nó cho kiểu thời mát này thì đây là một sự lựa chọn thú vị. Còn với mùa hè nếu như ở trong không gian điều hòa, máy điều hòa thì rất là ok. Còn lại thì mình không nghĩ rằng đây là một sự lựa chọn thông minh. Ok, đấy là với chai nước hoa thứ ba nhỉ. Ok, chai nước hoa thứ tư, một mùi hương kinh điển của nam giới, Terre d'Inès. Không cần phải nói nhiều về chai nước hoa này. Không cần phải nói nhiều nhưng vẫn bắt buộc phải có nếu như chúng ta muốn nói về một cái mùi hương sử dụng trong indoor. Chắc chắn rằng chúng ta sẽ nhận ít hay là nhiều thôi, nhưng chắc chắn rằng chúng ta sẽ nhận được những cái lời khen ngợi khi mà sử dụng chai nước hoa này. Quá là tuyệt vời về mùi hương của Terre d'Inès. Chai nước hoa thứ tư. Chai nước hoa thứ năm đó là New York Coach. New York Coach, đây là một phiên bản mềm hơn, nhẹ hơn so với Dior Sauvage. Và mình nghĩ rằng khi mà vẫn là một cái tông mùi rất là thu hút của Dior Sauvage, nhưng mà nó đã giảm cái cường độ thì không có lý do gì lại không cho vào trong cái list top nước hoa sử dụng trong môi trường không gian đẹp. Bởi vì chúng ta vừa có một cái sự quyến rũ và cái sự tỏa mùi hương nó ở cái mức độ chừng mực hơn, thì không có một cái lý do gì lại không có chai nước hoa này trong cái list này. Về hiệu năng mùi của chai nước hoa này thì mình không biết là trên da các anh em như thế nào, nhưng trên da mình thì khá là tệ. Có thể là do cái cơ địa của mình không hợp với mùi hương của chai nước hoa này. Đấy là một cái điều khá đáng tiếc. Tuy nhiên về mùi hương của nó thì các anh em cứ thử hình dung đó là Dior Sauvage và nó dịu dàng hơn, nó mềm mại hơn. Đó, thì đấy là về mùi hương của New York Coach, chai nước hoa mình muốn giới thiệu đến cho các anh em. Chai nước hoa thứ 6 đó là một sản phẩm của nhà MFK và nó có tên là Petit Martin. Đây là một mùi hương có thể gọi là rất là nịnh mũi. Đó,
rất là nịnh mũi. Thực tế mà nói thì nhà MFK này về cái cách làm mùi, tuy là họ là một nhà nước hoa niche, nhưng về cái cách làm mùi của họ thì nó cũng khá là giống như kiểu là thương người kiểu như thế. Nó không bao giờ, hoặc là ít những cái chai cũng những cái mùi hương mà nó gây sốc, mà mình thấy rằng là họ cũng khá là thương người, cho nên là có những cái mùi hương mà nó khá là dịu dàng và nhẹ nhàng. Petit Martin cũng không phải là ngoại lệ, một cái mùi hương trái cây cam thì phải, hay là chanh mình không nhớ, mix cùng với long diên hương rất là thú vị, nhẹ nhàng thơm. Nói chung là nó giống như kiểu là mày dâu nhẵn nhụi áo quần bánh bao. Xì chai nước hoa này thì rất là tuyệt vời, ok ok con dê luôn đó. Chai nước hoa thứ 6, Maison Smart MFK Petit Martin. Chai nước hoa thứ 7, Prada Homme. Và mình nghĩ là cũng không cần phải nói nhiều về chai nước hoa này rồi. Nó là chúng ta đều biết nó được mệnh danh là King of the Office Fragrance, ông vua của nước hoa văn phòng. Chỉ có một cái điểm nhược điểm của chai nước hoa này, nó cần thời gian để mà thẩm đó. Đôi khi có thể là 2-3 lần đầu chúng ta sẽ không thể thích. Bản thân mình cũng thế, 2-3 lần đầu mình ngửi chai nước hoa này mình khá là ghét. Tuy nhiên thì đến bây giờ thì mình đã yêu em nó. Ok, chai nước hoa xem nào, 3, 6, 7. Chai nước hoa thứ 8, Montblanc Ledger. Đây là một mùi hương khá là đáng tiếc, bởi vì nó xuất sắc hơn rất là nhiều so với cái vị trí của nó. Chai nước hoa này thì không được hay được nhắc đến và cũng không phải được quá nhiều người chuộng. Tuy nhiên nếu như trong một cái buổi hẹn, buổi tối chẳng hạn, mà chúng ta thích một cái mùi hương mà nó vừa có một cái gì đấy nó bí ẩn, nó vừa nam tính, bla bla bla, đại khái là chúng ta thích một cái phong cách nó Man in Black, một dạng kiểu là người đàn ông trong, có thể là trong bóng đêm, một cái gì đấy tạm dịch là Man in Black, thì Montblanc Ledger là một cái mùi hương như thế, rất là thích hợp. Ok, và chai nước hoa cuối cùng đó là Acqua di Parma Fico di Amalfi, một sản phẩm của nhà nước hoa niche Acqua di Parma. Đây là một mùi hương chủ đạo là sung, citrus, trái cây, rất là thơm mát dễ chịu. Hiệu năng mùi thì hơi kém một chút, đấy là một điều khá đáng tiếc, nhưng mà mình khá là thích chai nước hoa này, là xịt mình cảm thấy rất là nhẹ nhàng thư thái. Nói chung là trừ cái hiệu năng mùi của nó. Và còn một chai nữa mình vừa chợt nhớ ra, đó là Lacoste Lone White hoặc là L12. Đấy là một trong, mình có thể gọi là hidden gem, một viên ngọc không, thật ra gọi hidden gem cũng phải, bởi vì thật ra là chai đấy cũng khá là nhiều người biết đến, thế nhưng mà nó không được đánh giá cao ấy, kiểu như thế. Tuy nhiên một cái mùi hương dành cho mùa hè là một, và rất là phù hợp trong tất cả những cái dịp trong indoor, thì Lacoste White cũng rất là ok, rất là tuyệt vời đó. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến các anh em những cái nốt nguyên liệu mà chúng ta nên tham khảo nếu như muốn mua một mùi hương sử dụng trong môi trường không gian hẹp, và top những chai nước hoa mình gợi ý cho các anh em nếu mà các anh em muốn mua. Ok, video của mình đến đây là hết. Rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share. Nếu mọi người cảm thấy video giá trị, đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.